Bộ phim Chuyện tình ở Harvard của đài KBS ra mắt năm 2004 từng oanh tạc màn ảnh nhỏ với rating lên đến 20%. Bộ phim gây sốt toàn châu Á, đưa tên tuổi hai diễn viên chính là Kim Jae-won và Kim Tae-hee đến gần hơn với khán giả. Nếu như Kim Tae-hee đã yên bề gia thất, thì người tình màn ảnh của cô vẫn cô đơn chiếc bóng ở tuổi 40. Thủ vai nam chính Chuyện tình Harvard khi mới 23 tuổi, Kim Jae-won ghi điểm bởi ngoại hình cao ráo, điển trai và đốn tim khán giả bằng nụ cười tỏa nắng. Tuy không khiến nhiều fan nữ chết mệt như năm thứ Lee Jun-in, tài tử họ Kim lại chinh phục người xem với lối diễn mộc mạc, tự nhiên, cùng gương mặt luôn toát lên sự chân thành, sôi nổi và rạng rỡ. Sau thành công từ vai diễn Kim Hoon-woo, Kim Jae-won trở thành người tình trong mộng của hàng triệu cô gái, được truyền thông châu Á săn đón miệt mài và liên tục góp mặt trong các dự án mới. Cũng trong năm 2004, anh nhận được sự đón nhận nhiệt tình với bộ phim Cô dâu 15 tuổi đóng cùng Moon Geun-yeon, rồi lần lượt xuất hiện trong các tác phẩm sau đó như Hoa hướng dương, Lời hứa 1000 ngày, Nỗi buồn Gangnam, Chuyện tình bác sĩ, Kỵ sĩ áo đen, Ngục tù, v.v. Nhưng dù đóng nhân vật có tính cách gì, chuyện tình éo le đến đâu thì Kim Jae-won cũng ghi dấu ấn với những màn khóa môi đầy nồng nàn. Với bạn diễn nào cũng thế, Kim Jae-won luôn diễn cực kỳ nồng nhiệt trong các phân cảnh tình cảm, khiến ngay cả những nữ diễn viên từng bị khán giả chê là khô cứng cũng không thể lạnh lùng trước Kim Jae-won mà bị cuốn theo anh từ lúc nào không rõ. Như Park Shin-hee từng coi cảnh hôn với Kim Jae-won trong phim Doctor là nụ hôn màn ảnh đáng nhớ nhất của cô, còn Kim Jae-won thì được nhiều người khen là nam diễn viên hôn giỏi nhất xứ Hàn. Mới đây, Kim Jae-won khiến công chúng sốc nặng khi tiết lộ từng tự tử vì mối tình đầu tan vỡ. Năm 18 tuổi, anh từng yêu một diễn viên đàn chị đóng chung phim. Sau đó, vì phát hiện bạn gái có nhiều người theo đuổi, Kim Jae-won đã nghĩ quẩn nhảy sông tự tử. May mắn thay, anh đã bơi được vào bờ và thoát chết. Mặc dù không tiết lộ danh tính mối tình đầu của Kim Jae-won, nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng khoanh vùng được, đó là nữ diễn viên Lee Ju-won. Lee Ju-won sinh năm 1980, bắt đầu bước chân vào làng giải trí sau khi chiến thắng một cuộc thi người mẫu và xuất hiện trên trang bìa tạp chí Figaro. Nữ diễn viên đạt được thành công trở nên nổi đình nổi đám với bộ phim Nữ hoàng Seo-dok. Sau đó cô xuất hiện trong nhiều tác phẩm làm mưa làm gió khác như 49 ngày, Empire of Gold. Trái ngược với tình cũ lại bóng ở tuổi 40, Lee Ju-won lên xe hoa từ khá sớm thì mới 23 tuổi. Cô gặp golf thủ kim doanh nhân hóa dược Park Shin-woo vào năm 2003 và nhanh chóng kết hôn chỉ sau một tháng hẹn hò. Cuối năm 2003, cặp vợ chồng đã đón con gái đầu lòng và nữ diễn viên lần lượt sinh thêm con vào năm 2014 và 2015. Có lẽ công chúng sẽ mãi chỉ nhìn Lee Ju-won, Kim Jae-won là bạn diễn của nhau trong phim Strand of a Man năm 1998 nếu như nam tài tử không tự tiết lộ chuyện tình vào năm 2013 trên chương trình Helen Camp. Chuyện tình đầu kịch tính như phim khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ. Lúc đó Kim Jae-won mới là diễn viên tân binh, còn bạn gái anh đã là ngôi sao nổi tiếng. Tài tử Chuyện tình Harvard đã dành trọn tình cảm đầu đời cho bạn gái. Anh tôn sùng, chiều chuộng cô như nữ thần. Bất chấp khoảng cách xa xôi, Kim Jae-won luôn đưa đón bạn gái. Giữa lịch trình bận rộn, chỉ cần có thời gian rảnh là anh sẽ ngay lập tức đến bên người yêu. Cặp đôi phim giả tình thật ở bên nhau được một năm thì xảy ra rạn nứt. Trong một buổi hẹn hò trên xe buýt, Kim Jae-won phát hiện có số điện thoại lạ nhắn tin cho bạn gái. Dẫu biết bạn gái là người nổi tiếng, xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi, nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Khi Kim Jae-won gặng hỏi đó là ai, bạn gái anh nhất quyết im lặng và nói lời chia tay. Cú sốc tình cảm đầu đời khiến Kim Jae-won gục ngã, suy sụp. Tài tử Chuyện tình Harvard buồn bã, không tiếc sống và đã nhảy sông để tự tử. Thế nhưng khi bị nhấn chìm trong dòng nước lạnh, khát vọng sống đã khơi lại trong anh. Kim Jae-won cố hết sức bơi vào bờ và tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ hành động dại dột như vậy nữa. Tôi thực sự đau khổ đến mức muốn chết. Tôi từng nhảy xuống sông Hàn một lần. Khi đó là vào tháng 11, rất lạnh nên tôi đã bơi trở lại lên bờ ngay lập tức. Tôi đã biết thế nào là khủng khiếp. Khi tôi 19 tuổi, tôi đã nghĩ mình không thể đi nổi nữa. Thời gian trôi qua, mối tình đầu cũng không còn quá đau đớn. Bây giờ tôi cần cảm ơn cô ấy. Đó chỉ là một kỷ niệm đẹp và đáng trân trọng từ thời trai trẻ của tôi. Kim Jae-won tâm sự. Tiết lộ của Kim Jae-won đã dấy lên cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ đồng cảm với nam tài tử nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng Kim Jae-won đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống và danh tiếng của bạn gái. Hiện tại, Lee Ju-won đã kết hôn và là bà mẹ ba con. Năm 2015, Kim Jae-won dính scandal lớn nhất trong sự nghiệp khi vướng vào nghi án bạo hành diễn viên nhí. Cụ thể, một tạp chí danh tiếng đã đăng tải bài báo về một diễn viên A đối xử tệ với diễn viên nhí. Theo tiết lộ của tờ tạp chí này, A ở độ tuổi 30 là một diễn viên thuộc hàng thực lực. Anh ta có thể hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau, từ hiền lành, lãng mạn đến bạo lực đáng sợ.
Kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của A đã giúp anh ta sở hữu một lượng fan hùng hậu ở mọi lứa tuổi, mọi giới tính. Tuy nhiên, khác với hình ảnh nhã nhặn thường thấy, tính cách của A thay đổi 180 độ khi đóng chung với các diễn viên nhí. Anh gặp phải áp lực nặng nề khi quay bộ phim đánh dấu sự trở lại của anh sau nhiều năm vắng bóng. Vì quá căng thẳng, A đã trút hết những cơn tức giận của mình lên các diễn viên nhí đóng cùng. Anh ta thường xuyên dọa dẫm và quát nạt bạn diễn nhí bằng những câu như: "Cảnh này mày phải khóc to hơn chứ. Nếu phim thất bại thì mày có chịu trách nhiệm được không? Không hiểu sao một đứa như mày lại có thể nhận được vai diễn này. Hay khóc mà mày cũng không biết nữa à?" Chưa dừng lại ở việc quát nạt, A còn sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với đám trẻ vì chúng gây ồn ào khi không quay phim. Anh ta thường xuyên tát diễn viên nhí rồi giả vờ là đang trêu đùa. Hành động này của A đã khiến những người có mặt trên phim trường không khỏi bất ngờ. Một nhân chứng cho hay: "Tôi đã vô cùng sốc khi thấy anh ta làm việc đó. Tôi không thể hiểu tại sao truyền thông lại ca ngợi anh ta như một quý ông lịch thiệp. Khi nhìn thấy hành vi bạo hành đó, nhiều nhân viên trong đoàn phim cho biết họ không muốn hợp tác với anh ta thêm một lần nào nữa." Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên A có hành vi hành hung như vậy. Tiền sử bạo lực của anh ta khá nổi tiếng trong giới giải trí. Trước đó, anh từng đánh một nhân viên nữ của mình khi uống rượu cùng những người trong công ty. Tuy nhiên, sau đó anh ta lại lấp liếm vụ việc này bằng cách giải thích rằng đó là vụ ẩu đả của nhân viên nữ với người ngồi ở bàn bên cạnh. Sau khi bài báo trên được đăng tải, cư dân mạng đã nhanh chóng suy đoán ra danh tính của nam diễn viên A. Theo đó, người phù hợp nhất với các tình tiết được nêu ra trong bài báo chính là ngôi sao Chuyện tình Harvard Kim Rae-won. Nam diễn viên này từng dính líu đến vụ ẩu đả với một cô gái trong quán bar và cũng giải thích y như những gì nội dung bài báo đã nêu ra. Trong năm 2012, Kim Rae-won cũng tái xuất màn ảnh rộng sau 5 năm vắng bóng với bộ phim My Little Hero. Khi đó, diễn viên nhí đóng cùng Rae-won là Ji Dae-han. Rất có thể đây chính là nạn nhân của vụ bạo hành mà bài báo trên nhắc đến. Đầu năm nay, Kim Rae-won tái xuất màn ảnh với bộ phim Luca, The Beginning, đóng cùng Kim Rae-won và Kim Sun-oh, Lee Da-hee. Ở tuổi 40, nam tài tử vẫn rất lịch lãm với thân hình cực chuẩn. Tuy nhiên, một số người nhận xét Kim Rae-won có phần xuống sắc hơn trước. Anh để lộ gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống. Hơn thế, biểu cảm nghiêm túc khiến cho Kim Rae-won đánh mất khí chất. Vẻ đẹp trai nam thần trước kia của anh không còn. Lần cuối cùng khán giả được thấy Kim Rae-won nói về chuyện tình cảm là trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator. MC hỏi nam tài tử rằng tại sao thường xuyên đóng cặp với các mỹ nhân nhưng anh lại chưa từng dính tin đồn tình cảm nào. Lúc này, Kim Rae-won khẳng định mình vẫn đang độc thân, đồng thời tiết lộ về chuyện chung thân đại sự. "Tôi đến lúc cũng phải kết hôn, nhưng phim ảnh và thú vui câu cá đang chiếm hết cuộc đời tôi. Câu cá chiếm nhiều thời gian hơn tôi nghĩ, đó là một vấn đề lớn. Tôi nghĩ rằng mình phải giảm thời gian đó lại để chuẩn bị kết hôn thôi. Nếu tôi đi câu cá, tôi sẽ tha thẩn ở một vách đá cả ngày không chán." Khi được hỏi về mẫu người lý tưởng, nam diễn viên ngượng ngùng: "Một người có tâm hồn rộng rãi và nhiều tình yêu thương, cô ấy là một người hào phóng và có thể chia sẻ điều đó với nhiều người."